Rồi lấy cái hình kia. Rồi, để vào đi. Sư tôn hòa thượng, sư thượng tọa, sư đại thế tăng rồi quan âm trở về kiếp bên đại lễ vu lan hội đạo tràng chùa Phước Tường để được thiền trà cùng bổn tự sư tôn cho cô an nhiên đà phật. Chùa Thái Nguyên. Chùa này chùa cổ hả? Dạ cổ lắm rồi. Có bà nội con nghe nói cũng dược sư các con, tượng trưng bằng cái bình thuốc các con, mình bệnh hoạn gì cái mình giải Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật, Phật Dược Sư các con, mình bệnh gì cái mình giải Phật phù hộ cho mình uống thuốc được mình khỏe các con. Cậu Út chắc mới tới chùa này lần đầu tiên chứ cậu Út là Phật tử của chùa Thái Nguyên gia đình nhiều năm cũng vậy là chùa hồi xưa nhờ ông bà đi thăm Út cũng xây dựng chùa dưới quá chừng luôn dưới có gì là cậu Út đóng góp chùa này là cái đình chùa Thái Nguyên cái đình xưa. An Phú á hồi xưa là ông bà ở cách cái đình đó thì khi người ta mâm năm rồi người ta nghe trùng tu lại nhưng mà cuối cùng thì không đủ cái tiền làm cái nền thì má Nguyện mới kêu Nguyện ra coi nó cũng cúng cái nền cái chùa Thái Nguyên cũng cúng cái nền nền chùa Nguyên cái nền không bà con mình là gửi cốt gửi hình đó đông lắm hơn cậu ha Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư chùa Phước Tường chúng tôi xin được chào mừng toàn thể và quý nam nữ Phật tử đã cùng ông hòa về đầu càng chùa Phước Tường để hộ trì cho buổi đại lễ Vu Lan Thánh Hội hôm nay được thành tựu viên mãn để cho quý Phật tử hiểu thiết thực về đại lễ Vu Lan ngày thiêng liêng trọn đời của Phật tử Thái Nguyên và của giáo hội người con Phật nói chung. Giờ này chúng tôi mời tất cả quý
đường, không phải dọn dưới đây. Dọn cây đường dưới đây. Không có nghĩ cây đường dưới đó thì chúng. Dạ chú ạ. Cha mẹ có phước, ông bà có phước, cậu phước, mọi người làm vậy hết trơn cậu, bác là ngại dân đi cậu. Thế còn lát một ngồi đi cậu. Cái mấy lát không có chỗ ngồi cậu, ngồi chẳng giống như là có chỗ ngồi lắm cậu, đông lắm cậu, chùa này năm nào rất đông cậu. Mẹ con nằm ngoài cậu, mẹ con nằm ngoài. Dạ lát đi thăm mẹ con luôn. Còn ba con đây, có đây ba con gần đây thôi, không ở chùa. Con mua đất đây rồi cậu nhưng mà chưa đem về, khi nào nó giải tỏa mới đem về cậu. Ba con cũng nằm gần đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này xin lưu ý, xin chư tăng bổn sự chùa Phước Tường hướng dẫn quý nam nữ Phật tử trở về nơi giảng đường trang nghiêm đạo tràng để chút nữa tổ chức thành kính cung thỉnh thượng tòa giảng sư Quang Lâm Pháp Tòa hướng dẫn về Chu Lan cho Phật tử đạo tràng Phước Tường hôm nay được thánh dừng về đại lễ Vu Lan hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Ây Đà Phật, thưa toàn thể quý Phật tử, quý vị hôm nay đồng câu hỏi về đạo tràng chùa Phước Tường để chịu đại lễ Vu Lan Thánh Hội. Sau khi đảnh lễ Tam Bảo xong, xin mời quý vị theo sự hướng dẫn của chư quý vị quân tập về nơi giảng đường phía bên tay phải của nơi đường. Để chúng ta trang nghiêm đạo tràng cùng đón thượng tọa giảng sư Quang Lâm. Nam mô A Di Đà Phật.